Ngày 8 tháng 11, một sự việc hy hữu được ghi nhận tại Hòa Bình. Khi chơi thể thao ở bãi cỏ cách bìa rừng khoảng 15 mét, hơn 10 người bị đàn ong khoái khổng lồ bất ngờ tấn công. Một số người bị ong đốt tới 50 nốt vùng đầu, mặt, cổ, ngòi ong còn chi chít trên mặt. Theo đó, khi chơi thể thao ở bãi cỏ cách bìa rừng khoảng 15 mét, một số người dân ở Hòa Bình phát hiện 2 đến 3 con ong khoái, ong mật, khổng lồ Đông Nam Á, tên khoa học là Apis dorsata, bay xung quanh. Bị ong bất ngờ tấn công, người dân hoảng hốt đập chết một con ong. Ngay sau đó, một đàn ong với số lượng hàng nghìn con bay đến tấn công tất cả mọi người. Theo các nhân chứng có mặt tại thời điểm đó, có những người bị ong đậu kín trên vùng da đầu, mặt, cổ, hai cánh tay và đàn ong tạo ra âm thanh rất đáng sợ. Mọi người phải chạy hơn cây số mới thoát khỏi sự truy đuổi của đàn ong hung hăng này. Các nạn nhân được hỗ trợ đưa lên xe chở thẳng tới bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. Theo ghi nhận 4 trong số 10 người bị ong đốt có dấu hiệu nhiễm độc nặng do hơn bị 50 vết đốt. Trong số này có hai người xuất hiện thêm triệu chứng sốc phản vệ. Số còn lại bị ong đốt ít nốt hơn nên triệu chứng nhẹ sau khi theo dõi sức khỏe ổn định, xin về nhà tự theo dõi. Trong quá trình cấp cứu, nhân viên y tế còn bắt được 3 con ong và nhổ lược rất nhiều ngòi ong trên cơ thể người bệnh. Theo bác sĩ Hoàng Công Tình, trường khoa hồi sức tích cực chống độc 1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, khi bị ong đốt, người bệnh sẽ đối diện với ba nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng: sốc phản vệ do nọc độc của ong, biến chứng suy đa tạng do nọc độc của ong, hay cập nhất là suy thận cấp, suy gan cấp, rối loạn đông máu và nhiễm trùng do vi khuẩn xâm nhập qua vết đốt của ong. Nguy hiểm nhất là vi khuẩn uốn ván. Chính vì vậy, khi không may bị ong đốt, người dân nên đến ngay cơ sở y tế để được cấp cứu và theo dõi sức khỏe. Ong mật có ngòi chứa nọc hình răng cưa, nên khi đốt chúng mắc luôn vào da để lại ngòi độc tại vết đốt nếu bị ong mật đốt cần lấy ngòi ra bằng cách dùng thẻ nhựa cứng hoặc sống dao gạt ngang qua vết đốt có ngòi độc nếu dùng móng tay hoặc nhíp tránh bóp nặn ép ngòi ong nếu không nó sẽ tiết ra nọc độc vào sâu bên trong da